nhan sắc đời thường của bạn gái diễn viên Anh Đức. Anh Phạm, bạn gái diễn viên Anh Đức gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp. Cô từng được chú ý nhờ vai Diễm trong phim Mai của Trấn Thành. Hôm 4 tháng 4, diễn viên Anh Đức công khai chuyện cầu hôn bạn gái bằng nhẫn kim cương sau thời gian hẹn hò. Bạn thân Trấn Thành tiết lộ màn cầu hôn được thực hiện vài tháng trước, đến nay mới chia sẻ với người hâm mộ. Anh cũng đang lên kế hoạch tổ chức đám cưới trong năm 2024 và nhận được lời chúc phúc từ bạn bè, người hâm mộ cùng thời điểm. Anh Phạm chia sẻ bức ảnh được cầu hôn và viết, chúc mừng anh có được em như một cách xác nhận thông tin. Trước đó, cả hai vướng tin đồn hẹn hò, thường xuất hiện cùng nhau nhưng chưa lên tiếng xác nhận. Cả anh Đức và bạn gái cũng đều góp mặt trong phim điện ảnh Mai của đạo diễn Trấn Thành. Thông tin về bạn gái anh Đức cũng được dân mạng tìm kiếm. Được biết cô là Phạm Quỳnh Anh, sinh năm 1999, kém nam diễn viên 12 tuổi. Cả hai có khoảng thời gian tìm hiểu trước khi anh Đức quyết định cầu hôn. Anh Phạm cũng là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh, từng góp mặt trong Hoa hậu Giang hồ, Chuyện ma gần nhà. Gần đây, anh Phạm được chú ý nhờ vai Diễm Mát Xa trong phim điện ảnh Mai. Tạo hình của người đẹp 25 tuổi trong dự án điện ảnh này khá đơn giản. Ngoài đời cô lại được khen ngợi bởi gương mặt đẹp. Thậm chí, nhiều khán giả còn khen bạn gái anh Đức xinh như hoa hậu trong cuộc sống đời thường. Anh Phạm chọn trang phục tôn lên vẻ nữ tính. Cô gây ấn tượng với người đối diện bởi đường nét gương mặt hài hòa, đặc biệt là nụ cười tươi. Nữ diễn viên thường xuất hiện cùng bạn trai trong những buổi gặp gỡ của nhóm Trấn Thành. Tuy nhiên, cô giữ khoảng cách với anh Đức để tránh bị bàn tán chuyện đời tư. Trang cá nhân của anh Phạm có hơn 18.000 lượt theo dõi. Cô thường xuyên đăng tải hình ảnh làm việc, đồng thời chia sẻ những khoảnh khắc đời thường với khán giả. Dù được khen ngợi ngoại hình, song người đẹp 25 tuổi chưa để lại nhiều dấu ấn trong lĩnh vực diễn xuất. Cô từng chia sẻ mong muốn được thử sức ở dạng vai ấn tượng khác sau thành công của Mai. Hiện tại chuyện tình cảm của anh Phạm và anh Đức đang được mọi người quan tâm. Nhiều khán giả chúc mừng nam diễn viên tìm được hạnh phúc sau những sóng gió tình cảm. Bên cạnh đó, một bộ phận cư dân mạng mong chờ đám cưới của cặp đôi trong thời gian tới.